vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Ở hiền gặp lành, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, đúng tháng 10 âm lịch năm 2024, đắc lộc thần tài, phúc đức bùa vây, lộc về, giàu rực rỡ. Quý vị thân mến, theo tử vi cho biết, người sinh năm 1970, tuổi Canh Tuất thường rất tài hoa, làm việc thận trọng và biết tính toán đâu ra đấy. Tuy nhiên, một số người lại khá bảo thủ, thích làm việc độc lập theo ý mình và không thích bị người khác can thiệp. Nguyên tắc sống của họ là luôn kiên trì theo quan điểm của mình, thậm chí họ có thể bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác. Tuy cố chấp như vậy nhưng thực chất họ vẫn là những người tốt bụng, biết phân biệt phải trái và sẽ không bao giờ vì lợi ích mà gây tổn hại cho người khác. Trong chuyện tình cảm, tuy không phải là người lãng mạn và cũng không biết cách thể hiện tình yêu, nhưng người tuổi này luôn trung thực, chân thành và tôn trọng lời hứa của mình. Họ coi trọng gia đình và sẽ cố gắng để trở thành người bạn đời đáng tin cậy, là chỗ dựa vững vàng cho người thân. Tháng 10 âm lịch này, vận trình của tuổi Canh Tuất có thăng có trầm, có suôn sẻ, có khó khăn đan xen, công việc ở mức bình ổn. Bản mệnh vẫn có thể gặt hái được những thành tích nhất định bằng chính sự nỗ lực của mình. Tuy nhiên, vận khí thất thường khiến đôi lúc bản mệnh sẽ cảm thấy mọi chuyện tiến triển thuận lợi một cách bất ngờ. Nhưng cũng có khi vấn đề nảy sinh bất chợt ở công đoạn bạn không ngờ nhất. Cho nên thận trọng vẫn là từ khóa bạn cần ghi nhớ trong tháng này, nhất là khi trong tháng có nguyệt lệnh lâm dưỡng, tuy ổn định nhưng vẫn còn yếu ớt, cần có thời gian phấn đấu dần dần, chớ nóng vội kẻo hỏng việc. Trong tháng còn có điểm tiểu nhân đeo bám, bạn càng phải tỉnh táo và dùng lý trí nhiều hơn tình cảm. Cát tinh thái dương chiếu rọi, vận tài chính của bản mệnh được quý nhân nâng đỡ, cơ hội kiếm tiền nhiều hơn, việc kinh doanh buôn bán suôn sẻ, thu được mức lợi nhuận đáng kể. Song việc chi tiêu quá đà có thể là nguyên nhân gây phá tài. Bạn nên sớm cân bằng các khoản thu chi của mình sao cho hợp lý. Có thiên diêu chủ đào hoa xuất hiện, con giáp này được hỗ trợ không nhỏ trong chuyện tình cảm. Người độc thân sẽ được hưởng lợi hơn cả khi dễ dàng mở rộng quan hệ xã giao để tìm thấy những đối tượng phù hợp, vợ chồng thỏa thuận đồng lòng. Còn cái hiếu thảo, lễ phép, gia đình hạnh phúc, tình hình sức khỏe trong tháng của bản mệnh vẫn đảm bảo không có dấu hiệu mắc bệnh nghiêm trọng, chủ yếu là áp lực tinh thần khiến thể trạng bạn bị suy yếu, nên chú ý ăn uống bồi bổ, dành thời gian nghỉ ngơi, chú trọng bồi đắp tinh thần thì không có điều gì đáng lo ngại. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong tháng 10 âm lịch năm 2024, tháng 10 âm lịch này, tình hình công việc của tuổi Canh Tuất khá ổn định. Mọi việc có thăng có trầm, nhưng nhìn chung vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn nên không cần quá lo lắng. Nhờ vậy, bản mệnh vẫn có thể gặt hái được những thành tích nhất định bằng chính sự nỗ lực của mình. Bạn sẽ cảm nhận rõ tinh thần làm việc của mình lên cao hơn, bền bỉ cố gắng hơn. Sự hăng hái giúp con giáp này làm việc miệt mài bất kể thời gian và sức khỏe để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, vận khí thất thường khiến đôi lúc bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện tiến triển thuận lợi một cách bất ngờ. Nhưng cũng có khi vấn đề nảy sinh bất chợt ở công đoạn bạn không ngờ nhất, cho nên thận trọng vẫn là từ khóa bạn cần ghi nhớ trong tháng này, nhất là khi trong tháng có nguyệt lệnh lâm dưỡng. Tuy ổn định nhưng vẫn còn yếu ớt, cần có thời gian phấn đấu dần dần, chớ nóng vội kẻo hỏng việc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào đừng vội nản chí. Còn rất nhiều khả năng tiềm tàng bên trong con người mình mà bạn chưa khám phá ra. Chỉ khi đối mặt với khó khăn, những năng lượng tiềm ẩn ấy mới xuất hiện và giúp bạn vượt qua mọi sóng gió. Cho nên,
dù bất cứ điều gì xảy ra không được như ý muốn, hãy coi như đó cũng là một cơ hội để bạn có thể bứt phá giới hạn của bản thân. Trong tháng còn có điểm tiểu nhân đeo bám do ảnh hưởng của thương quan. Tuổi Canh Tuất càng phải tỉnh táo và dùng lý trí nhiều hơn tình cảm. Đừng lo chuyện bao đồng. Không nghe những lời xu nịnh ám muội sẽ giúp bạn tránh được một vài rắc rối, cản trở con đường phát triển sự nghiệp của mình. Tháng này, bạn hãy nhớ rằng, làm gì cũng cần lấy nhu thắng cương, lùi một bước để tìm hai bước, hành sự cẩn trọng và chắc chắn, dồn nhiều tâm huyết vào mỗi việc mình làm. Thành công sẽ ngày ngày gần bạn hơn. Hơn nữa, Thái Dương Cát Tinh xuất hiện trong tháng sẽ giúp tuổi Canh Tuất nhận được sự trợ giúp kịp thời của quý nhân. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Đừng quá trông chờ vào may mắn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong tháng 10 âm lịch năm 2024, tháng này Cát Tinh Thái Dương chiếu rọi giúp cho vận tài chính của tuổi Canh Tuất thêm phần suôn sẻ. Bản mệnh được quý nhân nâng đỡ, cơ hội kiếm tiền nhiều hơn. Việc kinh doanh buôn bán suôn sẻ, thu được mức lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên Cát Tinh này chủ về quý chứ không phải phú. Điều đó có nghĩa là cơ hội thì sẵn có, nhưng để biến cơ hội thành giá trị tiền bạc cụ thể lại là chuyện không đơn giản và phụ thuộc rất lớn vào sự nhanh nhạy với thời cuộc của mệnh chủ. Do đó, bạn cần tính toán kỹ càng và cẩn thận để tránh những rủi ro không đáng. Cũng đừng chần chừ quá lâu, kẻo thời cơ tốt đẹp trôi qua mất. Nếu cần thiết, đừng ngần ngại hỏi xin kinh nghiệm từ người đi trước. Nếu có ý định đầu tư, con giáp này cũng có thể cân nhắc tiến hành ngay trong tháng nếu thực sự có số vốn phù hợp trong tay. Tuy nhiên, đầu tư mà dễ dàng kiếm lời thì mức độ mạo hiểm cũng tương đương. Tốt nhất bạn nên tránh những hạng mục như vậy thì hơn. Ngoài ra, khoản thu về trong tháng khả quan, song việc chi tiêu quá đà có thể là nguyên nhân gây phá tài. Bạn nên sớm cân bằng các khoản thu chi của mình sao cho hợp lý, tránh rơi vào cảnh vay mượn, nợ nần. Tháng 10 âm lịch này trong nhà nên lưu ý dọn dẹp góc chính đông, đó là nơi tài khí tích tụ do có sao lục bạch chủ tài lộc cư ngụ. Nếu để đồ đạc bừa bãi, bẩn thỉu thì sẽ khiến tài khí tiêu tan. Tiền bạc cũng theo đó không cánh mà bay. Xét về phương diện tình cảm của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong tháng 10 âm lịch năm 2024, tháng này có thiên diêu chủ đào hoa xuất hiện, tuổi Canh Tuất có thể yên tâm về chuyện tình cảm của mình. Đào hoa khởi vượng, nhân duyên hài hòa. Người độc thân có nhiều cơ hội để làm quen, gặp gỡ người khác phái. Nhờ thế mà bạn mở rộng được mối quan hệ xã giao nên cũng dễ dàng để tìm kiếm một nửa của mình hơn nhiều so với bình thường. Với người đã có gia đình, vợ chồng hòa thuận đồng lòng, còn cái hiếu thảo lễ phép, gia đình hạnh phúc. Tất cả những điều đó tạo ra động lực lớn lao để bản mệnh cố gắng nhiều hơn nữa vì những người thân yêu của mình. Tuy có đôi lúc phải vất vả một mình nhưng bạn vẫn vui lòng nỗ lực để cải thiện cuộc sống cho cả gia đình. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong tháng 10 âm lịch năm 2024, nhìn chung, sức khỏe của tuổi Canh Tuất tháng này khá tốt, bệnh nặng không mắc, có chăng chỉ là đôi chút mệt mỏi, cảm cúm vặt do thay đổi thời tiết mà thôi. Nguyệt lệnh lâm đất dưỡng. Con giáp này luôn biết tự chăm sóc cho bản thân mình, không cần người khác phải lo lắng nhắc nhở. Ngoài ra, áp lực tinh thần do công việc, cuộc sống gây ra khiến thể trạng bạn bị suy yếu cũng là điều không thể chủ quan, bởi nó có thể gây ra hệ lụy nghiêm trọng nếu kéo dài. Cho nên bản mệnh cũng cần chú ý ăn uống bồi bổ, dành thời gian nghỉ ngơi, chú trọng bồi đắp tinh thần thì không có điều gì đáng lo ngại. Theo phi tinh tháng, có nhị hắc chủ ốm đau bệnh tật bay về hướng đông bắc, hung tinh này có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của tuổi Canh Tuất. Nếu phòng ngủ của bạn tại hướng này cần hết sức cẩn trọng với các bệnh liên quan đến miệng và dạ dày. Sau đây là tử vi từng tuần của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong tháng 10 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tuần 1 tháng 10 âm lịch năm 2024. Tuần này,
tuổi Canh Tuất cần phải cẩn trọng hơn khi mà hung vận khá lớn, lại thêm ngũ quỷ hung tinh luôn cận kề, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Kẻ tiểu nhân có thể sẽ tìm cách để phá hoại cuộc sống của bạn. Con giáp này không nên hoang mang quá mức, bởi bạn càng mất tinh thần thì càng dễ mắc phải sai lầm trong công việc, tinh thần cũng càng ngày càng sa sút. Cuối tuần có chính ấn nâng đỡ, chịu khó làm việc thì vẫn có thể vực dậy được tình hình công việc không đến mức diễn tiến quá tệ hại. Vào thời điểm đầu tuần, bản mệnh nên tập trung vào việc kiếm tiền. Đây là lúc mà tài khí vượng nhất, dù bạn làm gì thì khả năng thu tiền về túi cũng vẫn cao hơn. Từ giữa tuần trở đi kiếp tài xuất hiện, bạn có thể bị tiểu nhân lừa gạt mất tiền mà không hề hay biết. Hỏa sinh thổ, chuyện tình cảm của tuổi Canh Tuất tuần này cũng vô cùng êm đẹp. Các cặp vợ chồng luôn cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ với nhau trong mọi vấn đề của cuộc sống. Bạn được mọi người dành tặng nhiều lời khen vì lối sống trọng tình nghĩa, biết quan tâm chăm sóc cho gia đình của mình. Xem tử vi tuần 2 tháng 10 âm lịch năm 2024, tuần này, đường công danh sự nghiệp của tuổi Canh Tuất không được suôn sẻ. Bạn nên cố gắng để giải quyết những việc cần thiết vào thời điểm đầu tuần, bởi càng về cuối tuần thì thương quan sẽ càng quấy nhiễu. Bạn sẽ khó lòng tập trung để làm tốt việc của mình. Tuần này, tài lộc của bản mệnh yếu, tập trung vào thời điểm đầu tuần và giữa tuần, khi mà cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện. Dù là người kinh doanh hay người làm công ăn lương thì cũng sẽ có nguồn thu tăng vọt ngoài sức tưởng tượng. Tuần này, do chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, chuyện tình cảm của tuổi Canh Tuất cũng có điểm báo rạn nứt rõ ràng. Vợ chồng mâu thuẫn lục đục, ảnh hưởng khá nhiều đến không khí gia đình, khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa cách hơn. Con giáp này nên tìm hiểu nguyên nhân và cải thiện tình hình càng sớm càng tốt. Thổ thổ khí vượng, bạn cũng nên chú ý tới sức khỏe của mình. Dù bận bịu tới mấy cũng đừng lơ là sức khỏe nhé. Cũng tránh để những nỗi lo lắng thường nhật ảnh hưởng tới tinh thần. Nên nhớ, sức khỏe là vốn quý, đừng đánh mất nó vì bất cứ lý do gì. Xem tử vi tuần 3 tháng 10 âm lịch năm 2024, tuần này, tuổi Canh Tuất đang phải đối mặt với khá nhiều khó khăn trong công việc, bởi từ đầu tuần đã bị thiên quan bao vây. Công việc của con giáp này cũng khó lòng mà tiến triển được như ý. Tiểu nhân trực chờ để dùng thị phi bùa vây, làm hạ thấp uy tín của bản mệnh trong công việc, cướp mất cơ hội để bạn thể hiện mình cũng như thăng tiến cao hơn. Cũng may có Thái Dương cát tinh độ mệnh nên mọi sự không đến mức quá tệ hại. Quý nhân nam mệnh sẽ giúp cho bạn có thêm niềm tin vào bản thân mình, không vì thất bại hôm nay mà ngày mai nhụt chí không dám tiến bước. Đường tài lộc rực sáng có lẽ là điểm sáng trong tuần của tuổi Canh Tuất. Bạn có được vận may trải dài từ đầu tuần đến cuối tuần. Thực thần sẽ giúp bản mệnh tìm thấy thêm nhiều cơ hội để tăng thu nhập cho mình. Song cuối tuần có thể có vài chuyện nho nhỏ tốn kém tiền bạc, bạn nên cân nhắc để tiết kiệm nhé. Hỏa khắc kim là dấu hiệu chứng tỏ mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không quá tốt đẹp. Một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực, khó thông cảm được cho đối phương. Hãy trò chuyện với nhau trước khi đưa ra những lời phán xét. Xem tử vi tuần 4 tháng 10 âm lịch năm 2024. Tuần này đường công danh sự nghiệp của tuổi Canh Tuất cũng khá tốt. Điểm báo tử vi cho thấy con giáp này đang đi đúng đường đúng hướng. Bạn cũng tìm được cơ hội tốt để thể hiện năng lực của bản thân. Chính ấn sẽ giúp bạn khẳng định được vị thế của mình. Thiên đức cát tinh ở bên càng tăng thêm tầm quan trọng của con giáp này, khi chỉ cần thiếu vắng bạn một lúc thôi là cũng có thể nảy sinh đủ vấn đề không hướng giải quyết. Chỉ tới khi bản mệnh quay lại vị trí thì sóng mới yên biển mới lặng, công việc mới tiến triển được tốt đẹp. Tài lộc của tuổi Canh Tuất tập trung chủ yếu vào thời điểm cuối tuần, thế nên bạn đừng vội nghĩ tới việc nghỉ ngơi, trừ khi bạn không muốn, không cần kiếm tiền. Cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện cho thấy cơ hội để con giáp này phát tài là cực kỳ lớn. Hỏa sinh thổ cho thấy tuổi Canh Tuất có một mái nhà rất hạnh phúc. Nếu đã có gia đình, vợ chồng bạn luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của đối phương mỗi khi nóng nảy.
Nếu còn độc thân, bạn sẽ có cơ hội gặp được người khiến mình rung động. Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe là điều khiến bạn phải bận tâm trong tuần này. Thời gian qua bạn đã quá bận rộn, không quan tâm tới vấn đề này dù có rất nhiều thứ phải lo lắng. Bản mệnh cũng đừng quên chăm sóc bản thân. Khi cơ thể khỏe mạnh, bạn mới có thể làm tốt mọi việc. Quý vị đang theo dõi video có nội dung Ở hiền gặp lành, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, đúng tháng 10 âm lịch năm 2024, đắc lộc thần tài, phúc đức bùa vây, lộc về, giàu rực rỡ. Tiếp theo là ngày may mắn trong tháng 10 âm lịch năm 2024, cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, ngày mùng 6 tháng 10 âm. Đây sẽ có một ngày vô cùng hào hứng và hăng say trong công việc của bạn. Bạn chủ động nắm bắt nhiệm vụ và lập kế hoạch thực hiện rõ ràng. Mọi người sẽ ngạc nhiên vì trong bạn luôn có ngọn lửa nhiệt huyết, không ngại đương đầu khó khăn. Hãy duy trì mãi nguồn năng lượng này. Nó sẽ giúp bạn có thêm những công việc bên ngoài hoặc nhận được tin vui về tiền bạc đấy. Ngày 11 tháng 10 âm, ngày này sẽ tràn ngập may mắn và bạn sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp. Vì thế, đừng vội buông lơi công việc hay cho mình thời gian nghỉ ngơi quá dài mà quên đi nhiệm vụ của mình nhé. Một vài cơ hội sẽ nhanh chóng xuất hiện vào ngày này. Dù nhỏ nhoi nhưng công việc ấy sẽ giúp bạn có được nguồn kinh nghiệm phong phú và ghi điểm trong mắt của sếp. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý đến vấn đề sức khỏe, không nên ngồi quá lâu. Thay vào đó là sự vận động nhẹ để cơ thể luôn tràn đầy năng lượng. Ngày 17 tháng 10 âm, đây là một ngày đầy năng lượng và bạn nhanh chóng hoàn thành mục tiêu đã đề ra trước đó. Một vài thời điểm bạn sẽ gặp những rắc rối không mong muốn. Tuy nhiên, bản mệnh sẽ được quý nhân phù trợ và giúp đỡ trong giai đoạn này. Tình hình tài chính của bạn trong ngày cũng khá ổn vì bạn đã biết cách cân bằng mọi thứ và có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Ngày 21 tháng 10 âm, con đường sự nghiệp của bản mệnh ngày này rất thuận lợi và bạn càng ngày càng nhận được nhiều sự tín nhiệm từ sếp và đồng nghiệp. Bạn có thể sẽ nhận được tin vui để bạt lên vị trí cao hơn hoặc tăng lương trong thời điểm này. May mắn ập đến khiến cuộc sống của bạn lên hương, không cần tốn quá nhiều công sức cũng đạt được những điều bản thân mong muốn. Ngày 29 tháng 10 âm, đây là một ngày vô cùng thuận lợi với bạn. Với những kinh nghiệm, năng lực, sự thành thạo và khả năng ứng biến linh hoạt, bạn có thể dễ dàng giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tình hình tài chính của bạn trong ngày cũng rất ổn định. Công việc hiện tại mang lại cho bạn nguồn thu nhập đủ để trang trải cuộc sống và thực hiện những ước mơ của mình. Hãy cảm thấy hài lòng và trân trọng những gì bạn đang có nhé. Tiếp theo là cẩm nang vượng vận cho tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong tháng 10 âm lịch năm 2024. Khẩu quyết, công việc khá ổn định, mọi việc có thăng có trầm, tài chính suôn sẻ, có nhiều cơ hội kiếm tiền. Quý nhân, tuổi Thân, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu trắng, màu vàng, con số may mắn, 12. 35 và 23. Quý vị thân mến, theo tử vi phương Đông, ngoài năm sinh, tháng sinh, ngày sinh, thì giờ sinh cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Giờ sinh của một người không chỉ là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc đời, mà còn tiết lộ nhiều điều về tính cách và số phận của con người ấy. Vậy, người tuổi Canh Tuất sinh vào giờ nào sẽ gặp được nhiều may mắn nhất? Thì xin mời quý vị theo dõi luận giải sau đây. Tuổi Canh Tuất sinh giờ Tý, từ 23 giờ đến 1 giờ. Người tuổi Canh Tuất sinh giờ Tý có số không hợp thời, cuộc sống nhiều thăng trầm trắc trở, ra ngoài không được quý nhân phù trợ nên lập nghiệp khó khăn, mưu sự khó thành. Đa phần người sinh giờ này đều có số mệnh trôi nổi, phiêu bạt nay đây mai đó. Nhưng nếu biết nắm bắt xu hướng phát triển của xã hội và nhạy bén với những hoàn cảnh xung quanh để hành động sáng suốt thì cũng có được những thành công nhất định. Tuổi Canh Tuất sinh giờ Sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ. Cuộc đời của người tuổi Canh Tuất sinh giờ Sửu cũng nhiều trắc trở và phiền muộn.
khó tránh việc phá tải nhẹ. Tuy nhiên, người này có quý nhân là người khác giới trợ giúp nên đều tai qua nạn khỏi và cuộc sống khá yên ổn. Tuổi Canh Tuất sinh giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ. Người tuổi Canh Tuất sinh giờ Dần có cuộc đời trắc trở, nhiều kẻ tiểu nhân quấy phá làm tổn hại đến sự nghiệp. Vì tin tưởng và nghe lời người khác một cách mù quáng nên trong đời vướng vào nhiều rắc rối hoặc tranh chấp thị phi, nhẹ thì tổn hao tiền của, nặng thì thân bại danh liệt. Tuổi Canh Tuất sinh giờ Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ, tuổi Canh Tuất sinh giờ này dễ mắc bệnh tật nên hao tiền tốn của, sự nghiệp cũng không có thành công nổi trội. Tuy nhiên, được sao Nguyệt Đức chiếu mệnh nên không gặp đại nạn, về cơ bản vẫn có cuộc sống khá bình yên. Tuổi Canh Tuất sinh giờ Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ. Người tuổi Canh Tuất sinh giờ Thìn tính tình nóng vội nhưng thẳng thắn chính trực, cuộc đời cũng nhiều khó khăn trắc trở. Cộng thêm sao Nguyệt không chiếu mệnh nên có số hao tài tốn của, tiền vận khó khăn, trung vận chuyển biến tích cực, tay trắng lập nghiệp nhưng hậu vận lại dễ phá tài nên hành xử phải hết sức cẩn trọng. Tuổi Canh Tuất sinh giờ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ. Cuộc đời người tuổi Canh Tuất sinh giờ Tỵ vui buồn song hành. Tuy số gặp đại nạn nhưng nhờ sao Long Đức hộ mệnh nên tai qua nạn khỏi, tài sản không bị phát tán. Ngoài ra, người này có cuộc sống gia đình hòa thuận, ra ngoài được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp cũng phát triển một cách thuận lợi. Tuổi Canh Tuất sinh giờ Ngọ, từ 11 giờ đến 13 giờ. Người tuổi Canh Tuất sinh giờ Ngọ có chức có quyền, uy danh lừng lẫy bốn phương. Người này tính tình chính trực, thông minh nhanh nhẹn, có dũng khí vượt qua mọi hiểm nguy, ý chí kiên định, ở nhà được gia đình hậu thuẫn, ra ngoài có quý nhân giúp đỡ nên dễ đạt được thành công bền vững. Tuy nhiên người này có sao Bạch Hổ chủ về hao tán tiền bạc chiếu mệnh, nên làm việc gì liên quan đến tài chính đều phải thận trọng. Tuổi Canh Tuất sinh giờ Mùi, từ 13 giờ đến 15 giờ. Đa phần người tuổi Canh Tuất sinh giờ Mùi đều có số mệnh cô đơn. Trong đời tuy không gặp đại nạn do có phúc tinh chiếu mệnh nhưng cũng nhiều khó khăn trắc trở. Người này dễ vướng vào họa khẩu thiệt thị phi, lại thiếu sự trợ giúp của gia đình và quý nhân nên sự nghiệp khó thành. Tuổi Canh Tuất sinh giờ Thân, từ 15 giờ đến 17 giờ. Cuộc sống của người tuổi Canh Tuất sinh giờ Thân khá hạnh phúc, thành đạt, vạn sự như ý nhưng lại phải sống ly hương, lập nghiệp ở nơi đất khách quê người. Bản mệnh có khả năng thích ứng nhanh chóng với hoàn cảnh, dù vướng phải khó khăn vẫn tích cực vươn lên. Con giáp này sẽ tìm được cơ hội phát huy bản lĩnh của mình, gặt hái thành công. Tuổi Canh Tuất sinh giờ Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ. Người này có được sự hậu thuẫn vững chắc từ gia đình, tổ tiên và được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp phát triển thuận lợi, đạt được những thành tích đáng nể. Cuộc sống giàu sang phú quý nhưng sức khỏe yếu, dễ mắc bệnh tật, cần phải tăng cường rèn luyện và chăm sóc sức khỏe hơn. Tuổi Canh Tuất sinh giờ Tuất, từ 19 giờ đến 21 giờ. Người tuổi Canh Tuất sinh giờ Tuất, thông minh linh hoạt, có tư tưởng tiến bộ, tài năng xuất chúng nên có cuộc sống khá yên ổn, hạnh phúc và đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp. Tuy nhiên, vì bản mệnh phạm thái tuế nên hay phải lo nghĩ, tinh thần bất ổn. Tuổi Canh Tuất sinh giờ Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ. Số người này phải sống xa quê hương, một mình bôn ba khắp nơi để cầu danh lợi. Nhưng được sao Thái Dương chiếu mệnh nên đến trung vận thì sự nghiệp bắt đầu khởi sắc, hậu vận được an nhàn hạnh phúc. Quý vị thân mến, người đời khuyến khích tiết kiệm để dành cho tương lai là để đảm bảo sự an toàn cho cuộc sống của họ. Thế nhưng, không phải điều gì cũng có thể dự đoán trước vì tiền tiết kiệm vẫn có nguy cơ bị mất đi. Thế nên Phật mới dạy chúng ta rằng, điều quan trọng là tích âm phước. Theo lý thuyết của Phật giáo thì tiền là vật ngoài thân, chỉ là công cụ cho cuộc sống này. Thế nên đừng quá bám chấp vào nó mà rước khổ đau. Không những thế, nếu biết sử dụng tiền đúng cách thì còn có được cuộc sống như mơ, cho dù đó là bạn muốn giàu có hay hạnh phúc. Phật dạy, ba nơi càng tiêu tiền lại càng giàu, biết và thực hành thì thịnh vượng kéo dài môn kiếp sau. 1. Phật dạy, ba nơi càng tiêu tiền lại càng giàu. Phật đã chỉ cho chúng ta thấy rằng,
tiền bạc, tài sản, nhà cửa cũng chỉ là những thứ ta mượn của thế gian này. Thực tế tiền sẽ rời chúng ta trong các hoàn cảnh cụ thể sau. Trường hợp 1, nước cuốn, lũ lụt tới sẽ nhấn chìm hết, cuốn trôi đi hết. Trường hợp 2, lửa, nạn lửa sẽ đốt cháy hết. Trường hợp 3, quan phủ, các vị phạm pháp, phạm tội vào thời xưa gia tài sẽ bị sung công, tịch thu hết. Trường hợp 4, trộm cướp đến lấy mất. Trường hợp 5, con cái phá tan của cải. Thế nên hiểu rõ nguồn gốc của tiền bạc để biết rằng dùng tiền để tạo ra phước đức, công đức mới là điều nên làm. Đức Phật cũng đã chỉ ra những nơi càng tiêu tiền lại càng giàu có, thậm chí sanh vô lượng, vô biên. Phước báo bao gồm, thứ nhất, ân điển, cúng dường cha mẹ đó là ân điển cha mẹ có ân đối với chúng ta phải biết hiếu dưỡng. Thứ hai, kính điển, cúng dường tam bảo bao gồm Phật Pháp, Tăng. Thứ ba là bi điển, cúng dường hết thảy khổ nạn chúng sanh. Thế nên theo lời Phật, nếu có thể mang tiền chi vào hay bố thí cúng dường ba loại này thì phước báo đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn hưởng không hết. Ít người thực hành nên không đủ cảm nhận được rằng đây là chỗ thù thắng nhất để cất giữ tài phú không thể nào bị mất đi. Cho dù thế giới này hủy diệt rồi, phước báo vẫn còn tồn tại mãi. Hai, tiêu tiền như thế nào để càng được nhiều tiền? Tiền để cúng dường cho cha mẹ. Phật dạy phương pháp cúng dường cao quý nhất đó là cúng dường cho cha mẹ mình. Thế nên, đừng bao giờ tiếc việc chi tiền cho cha mẹ, người sinh ra và nuôi dưỡng bạn nên người. Đức Phật dạy rằng, khi chưa có Phật trên đời, bạn nên phụng dưỡng cha mẹ của mình cho tốt. Vì phụng dưỡng cha mẹ là cúng dường Phật. Thế nên khi chúng ta là người trên thế gian này, ai còn bố mẹ thì nên tìm cách cúng dường vì bạn đang quá may mắn khi còn có cơ hội để thể hiện chữ hiếu với đấng sinh thành. Đáng tiếc nhất là những người không nhìn mặt bố hay mẹ vì một vết thương lòng nào đó trong quá khứ. Dù sao bạn cũng chẳng thể nào phủ nhận rằng họ đang là người sinh ra và nuôi dưỡng bạn nên người. Trong đời, hiện tại bạn cũng chỉ có một bố, một mẹ mà thôi. Thế nếu ai đang mâu thuẫn với mẹ cha thì tìm cách sửa mình để cứu vãn tình cảm với họ. Đôi khi đó đơn giản là việc chăm sóc con cái của bạn đúng cách, chăm sóc mối quan hệ với những người xung quanh tốt đẹp. Dần dần tâm tính chúng ta chuyển hóa sẽ nhận ra điểm dễ thương của bố mẹ mà trước đây chúng ta không nhận ra. Ai chẳng có mặt xấu, mặt tốt, đừng vì những điều bạn không hài lòng về họ trong quá khứ hay là trong hiện tại khiến mối quan hệ của hai người càng ngày càng đẩy xa nhau. Tiền cúng dường tam bảo. Chúng ta tin tam bảo bao gồm tin Đức Phật là bậc đã giác ngộ, thấy biết được sự thật của vạn vật trong vũ trụ này. Tin Pháp là lời dạy của người giúp ta vượt qua tăm tối vô minh. Tin Tăng những người đã xuất gia theo Phật, đang thực hành lời Đức Phật dạy để giải thoát cho mình và mang giáo pháp của Phật giúp chúng sinh thực hành để giải thoát phiền não. Đức Phật và trí tuệ của Ngài đã cứu giúp chúng sinh, nhưng nếu không có cơ hội để lan rộng những hiểu biết của Ngài tới mọi người quả là thiếu sót lớn. Thế nên ta cúng dường tam bảo cũng là cách để duy trì chánh tín, mang tới sự hiểu biết đích thực cho muôn loài. Lợi ích của việc này đúng là không thể nghĩ bàn. Cụ thể một số việc để cúng dường tam bảo có thể kể đến như cúng dường Phật, đóng góp tiền bạc để xây dựng chùa chiền, thỉnh tượng cúng chùa, đúc chuông, dâng hoa, trầm hương, đèn, nến, hay cúng vào quỹ tam bảo. Đây là cách chúng ta bày tỏ biết ơn đạo Phật, làm cho ngôi Phật bảo được huy hoàng và trang nghiêm, nhờ đó tăng thêm lòng thành kính cho những người đi chùa, lễ Phật, cúng dường Pháp. Chúng ta đem giáo lý của Đức Phật đến cho những người khác biết, để họ có lòng tin và tu học. Ta có thể cúng dường để hỗ trợ cho những buổi nói chuyện về Phật giáo hay in thêm kinh sách, băng thuyết pháp, cassette hay video tặng cho mọi người. Nhờ giáo lý của Đức Phật, mọi người sẽ biết được đâu là khổ, đường nào tu học để được phước báo, để được giải thoát. Cúng dường Tăng, Thánh Tăng ngày xưa chỉ lo tu học kinh kệ trong chùa. Do vậy người Phật tử phải cúng dường chư Tăng gồm có y phục, thức ăn, giường và vật trải giường nằm, thuốc thang, bốn thứ đó gọi là tứ sự cúng dường. Ngày nay khoa học đã tiến bộ,
Phật tử có thể dâng cúng chư tăng ni những phương tiện để phục vụ cho sự hành đạo được dễ dàng hơn. Thực hành cúng dường Tam Bảo là phước báu thù thắng hơn tất cả. Bởi nhờ sự cúng dường này mà Tam Bảo được lan truyền rộng khắp và trường tồn ở thế gian để nhiều người nương tựa, tu học, thực hành những lời Phật dạy vượt qua cạm bẫy cuộc đời. Phật là người tự tin ở khả năng chính mình, nỗ lực tu tập thanh trì cho đến giác ngộ hoàn toàn. Pháp của Ngài là những lời dạy chân chánh, thiết thực của chư Phật, giúp người tu tập hành trì vượt qua nỗi khổ, niềm đau cuộc đời. Tăng là những người tu hành theo đạo Phật có nhiệm vụ truyền bá những lời Phật dạy, gìn giữ chùa chiền, kinh tạng, tạo điều kiện cho mọi người thân cận Tam Bảo, học tập hành trì những lời Phật dạy để có được an vui, hạnh phúc trên cuộc đời. Tiền giúp người giúp đời. Chúng ta vẫn hay có tâm lý tiếc tiền khi giúp người khác, nhưng ít ai hiểu được một cách sâu sắc rằng việc gieo trồng phước đức thông qua bố thí, cúng dường là cách thức bán đi cái nghèo tốt nhất, nhanh nhất. Có nhiều cách gieo trồng phước đức. Nếu ta biết bố thí đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng thì phước đức sẽ vô cùng tận. Không những thế, thông qua việc giúp người chúng ta cũng trở nên gần gũi nhau trên tinh thần tương thân, tương ái, tương trợ lẫn nhau. Đó là giá trị cốt lõi mà đạo Phật muốn truyền tải tới chúng ta. Khi thực hành bố thí, dù là người nghèo khổ, ăn xin ta cũng phải tôn trọng, thành tâm mới có phước đức. Làm giàu đã khó, biết thọ hưởng đúng pháp lại càng khó hơn. Nếu có phước mà không biết xài, chẳng phục vụ bản thân, không giúp ích gì cho gia đình và xã hội, phước cũ đã dùng hết, phước mới chẳng vun bồi thêm. Đến khi chết tài sản bị sung công, phước hết nên rơi vào nguy nan. Thế nên, người Phật tử chánh kiến cần phải học cách để có thể thọ hưởng đúng pháp những tài vật do mình làm ra. Hãy tận hưởng phước cũ để nay vui và tận lực tạo ra phước mới để đời sau vui, khiến cho cả hai đời đều vui. Người trong thế gian nếu không biết mà tích lũy tiền tài vào ba nơi này, thế giới này hủy diệt rồi. Tài phú cũng theo đó mà bị hủy diệt, không còn được sở hữu nữa. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Ở Hiền Gặp Lành, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, đúng tháng 10 âm lịch năm 2024, đắc lộc thần tài, phúc đức bùa vây, lộc về, giàu rực rỡ, từ đội ngũ biên tập chương trình. Trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận, để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.